Dạ bác, anh Thanh Quốc Hồng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay video này thì em giới thiệu cho tất cả bác về cái đôi loa mà bên em tuyển chọn về. Đó là đôi EV mã là S80, hàng sản xuất tại Mỹ rồi bác nhé. EV là cái viết tắt của từ Electro Boy. Electro Boy là một thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Mỹ. Để từ những cái dòng đời, những dòng loa hay là những cái sản phẩm súp hơi, súp điện và những cái EQ vân vân. Nói chung là nhắc đến EV thì các bác chơi, các bác trong giới âm thanh thì các bác biết rồi, hãng Electro Boy một cái hãng cực kỳ là nổi tiếng nha bác nha. Thì đây là một cái model mà bên em tuyển chọn về để cho tất cả bác chơi, là một cái dòng bass 20, một chép đôm nha bác nha, một chép đôm. Lo sở hữu là một bass 20, một chép đôm, rất là chất lượng luôn bác. Ê canh lưới sắt có logo, có đính logo chữ EV nha. Đấy, tháo lan luôn cho bác xem này. Đấy, rất đẹp nha bác. Lo này thì sử dụng cho tất cả bác karaoke để làm lo hỗ trợ lời, hoặc là các bác làm lo chính karaoke là rất là hợp lý nha bác nha. Thì với cái căn phòng mà nhỏ tầm 25m2 đủ về thì các bác chỉ cần chơi một con này, một cái qua sub bass 25-30 gì nữa là ok, là các bác karaoke cũng rất là ok rồi nha bác nha. Thì với cái ngân sách của nó thì nó rất là bình dân, nên là các bác chơi những dòng này rất là hợp lý. Đấy, đây các bác nha, tem cờ đây, EV Electro Boy S80. Đấy, lò số ôm công suất là 80W trên một thùng. Đấy, đường tín hiệu vào gồm là 6 ly và cảm jack lo thông thường nha, jack lo mỗi chim. Mặt trước của nó thì là bình nhựa nha bác nha, bình nhựa tổng hợp. Còn phía sau thùng á, cái thùng là bình gỗ nha, gỗ ép. Thùng là bình gỗ ép, đó siri đen. Còn cái mặt trước là bình nhựa nha. Đấy, tiếng lo cực kỳ đẹp nha bác nha, tiếng lo nó đây, cực kỳ đẹp nha. Lo xuyên nghiêng bán, găng là găng mút, găng mút nha, mềm mại luôn. Bên này cũng thế nha bác nha. Đó, hai lỗ thông hơi trước, bên hông thì có lỗ vít để cho cái gã bác bách bát treo tường. Đấy, thùng bọng nó còn rất là đẹp nha bác nha. Ok, không bớ nữa. Con này thì giá của nó chỉ bằng những cái con bốt 201 thôi nha bác nha. Giá chỉ bằng bốt 201. Nhưng mà chất âm của nó mang lại thì cực kỳ là cao. Chất âm của nó so sánh ngang bằng với những dòng 301 series 2 hoặc là những dòng 301 series 4, series 5 vân vân. Thế em sẽ tháo cái nội thất bên trong nó cho các bác xem. Các bác sẽ phân tích và các bác thấy được cái độ gấu của dòng EV là như, nó như thế nào. Nó sẽ đánh cấp hơn ở những cái dòng bốt như là 201, đời những đời 301, series 2, series 4, series 5, đúng không? Rồi, em sẽ đi vào nội thất phía bên trong cho các bác cùng xem. Các bác để tháo cái nắp ra cho.
Con này là mã S80 nha bác nhé, S80, S20. Thì sắp tới thì bên em cũng sẽ về những cái đôi loa dòng Bass 30 để cho tất cả bác karaoke và kết hợp nghe nhạc cực kỳ là hay luôn. Của hãng LV Electro Boy luôn nha bác nhé. Đấy, tiếng loa là rất đẹp rồi nha. Thì em cho tất cả bác, cái này là nãy em vệ sinh là còn dính nước nha bác nhé. Cho các bác xem cũ lo nha, cũ lo rồi. Vâng, đây các bác. Đấy. Bên trong là phân tầng này. Bên trong là phân tầng. Đấy, các bác thấy một cái con một cái đôi lo Bass 20 thôi nha các bác. Phân tầng của nó là cực kỳ là gấu nha. Phân tầng rất là gấu luôn. Đây là cũ lo rất là to và các bác nhìn là thấy được cái cũ lo của Mỹ nồi nha bác nha. Đấy, sexy là long lanh bảy màu luôn nha. Sexy long lanh bảy màu. Đấy, con này thì đánh thì bao phê luôn. Chất âm rất là hay của hãng Bigway. Login nghiêm bán nhé. Login nghiêm bán. Vâng, và em sẽ tháo bên này luôn để cho các bác cùng xem. Vâng, đây các bác, đây là em tháo luôn cái nắp ở ngoài này trước rồi các bác. Đây các bác thấy là nó là sử dụng bằng gỗ ép đây, gỗ ép hoặc là simili, còn phía mặt trước này là cái bằng nhựa nha, nhựa tổng hợp. Đấy, phân tầng cực kỳ là gấu và bên trong lót cả mút tiêu âm nha. Đấy, làm rất là, đây là cái cổ bắp của lò tiếp theo và các bác nhìn là sexy nè, vàng long lanh luôn. Còn đây là cái lên cụ chép nha, cụ chép các bác thấy cụ chép không, quá chất lượng luôn nha bác nha, cực kỳ là chất lượng. Đấy, rất là long lanh bảy màu hết nha, cụ chép cực kỳ là to nha bác, chép chép đôm nha. Đấy. Rồi thì sản phẩm với lò này á thì các bác nào chốt thì alo em, giá hiện tại của đôi lo này là 6.500.000, bên em bao cước cho các bác, giá cực kỳ là tốt nha bác nha. Giá này thì các bác chỉ so sánh với những dòng Bass, những dòng lo Bass 20 mà của đời 201 thôi. Đấy, nhưng mà chất âm nó mang lại thì nằm với những dòng phân khúc tầm Bass 301 hết nha bác nha. Đó, các bác đã sexy, nó rất đẹp luôn, vàng long lanh bảy màu luôn bác. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. 6.500.000 thôi, chỉ có 6.500.000. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua số điện thoại trên tấm biển thôi. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.